Thưa bác sĩ, các thành phần như là giả cổ lam, lá sen, nần vàng, trạch tả có tác dụng như thế nào trong việc điều trị rối loạn mỡ máu ạ? Đây là những thảo dược mà đã được y học cổ truyền sử dụng rất là lâu đời trong vấn đề là hỗ trợ điều trị các cái bệnh đàm trệ cũng như là mỡ máu rồi. Và ngày nay thì người ta đã nghiên cứu để đánh giá tác dụng đích thực của nó. Ví dụ như giả cổ lam chẳng hạn ấy, thì nó có cái vai trò là hạ cái cholesterol toàn phần và làm chậm cái quá trình xơ vữa động mạch, giúp cho cái lưu thông khí huyết được tốt, bởi vì là nó hạn chế cái tình trạng gọi là kết tập tiểu cầu đó, và nó sẽ góp phần là cải thiện những các cái bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra thì nó còn có cái vai trò tức là điều hòa cái mỡ máu, cái đường máu, nó còn có cái vai trò gọi là tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể, cũng như là nó giúp cho cái chức năng gan của chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đào thải các cái độc tố ra ngoài. Thành phần thứ hai phải kể đến đấy là nần vàng. Là nần vàng có cái thành phần gọi là dioxazenin, thì có cái vai trò gọi là hạ cái mỡ xấu nhưng lại tăng cường được, nâng lên hoặc là bổ sung tốt thêm cái mỡ tốt. Và chính vì vậy cho nên nó làm chậm cái quá trình xơ vữa động mạch. Nó lại còn có phần là điều hòa cái huyết áp cũng như là điều hòa cái nhịp tim trong cơ thể của chúng ta, và giúp cho cái chức năng gan, bảo vệ chức năng gan rất là tốt, hạn chế cái tình trạng là nhiễm mỡ gan. Thành phần thứ ba phải kể đến đấy là lá sen. Trước hết là phải nói là có cái vai trò hạ mỡ, và mặt khác thì nó có cái vai trò gọi là mát gan. Vì vậy cho nên là bảo vệ chức năng gan, hạ cái men gan cũng như là cải thiện cái tình trạng gọi là gan nhiễm mỡ. Thành phần tiếp theo phải kể đến đấy là trạch tả. Vâng, trạch tả thì có vai trò là hạ cái mỡ máu, đồng thời tức là giúp cho cái chức năng gan và làm tốt hơn lên để cho gan giải độc. Một thành phần nữa phải kể đến, người ta vẫn cứ hay dùng đấy là sơn tra. Đông y cho đấy là tiêu đàm là rất là tốt rồi, là hạ mỡ rất là tốt. Một thành phần nữa phải kể đến đấy là ngưu tất. Ngưu tất thì người ta sẽ dùng rất là lâu rồi trong cái trường hợp gọi là bổ can thận rất là tốt và hoạt huyết. Chính vì cái hoạt huyết đấy thì nó chống cái kết tập tiểu cầu và nó góp phần là điều hòa đường huyết cũng như là mỡ máu. Ngoài ra thì còn hai cái thành phần rất quý đấy là cam bergamot và nano curcumin. Và đây là hai cái thành phần mà đã được rất là nghiên cứu rất là kỹ trong vấn đề là hỗ trợ điều hòa cái mỡ máu cũng như là bảo vệ cái tế bào gan. Mặt khác thì các cái hoạt chất của nó còn có cái vai trò gọi là antioxidant để mà chống quá trình lão hóa, giúp cho cái gan của chúng ta tốt hơn và làn da của chúng ta nó chống lão hóa thì nó cũng sẽ đẹp hơn.